Ủy ban Nobel Na Uy chiều nay đã công bố người hoặc tổ chức đạt giải Nobel Hòa bình 2024. Năm nay giải thuộc về tổ chức Nihon Hidakyo từ Nhật Bản, tổ chức kêu gọi từ bỏ vũ khí hạt nhân. Nihon Hidankyo tập hợp những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki ở Nhật Bản. Những người này được gọi chung là Hibakusha. Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy cho biết, Hibakusha được trao giải Nobel Hòa Bình vì những nỗ lực của họ hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân và vì đã cho thấy, thông qua lời kể của các nhân chứng, rằng vũ khí hạt nhân không được sử dụng bất kỳ lần nào nữa. Theo Ủy ban Nobel Na Uy, các thành viên của Hibakusha, những người đã chứng kiến hai quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Nhật Bản vào năm 1945, đã công hiến cả đời cho cuộc đấu tranh vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân người đứng đầu tổ chức nihon hidan kyo cho rằng đây sẽ là động lực lớn để cho thế giới thấy rằng từ bỏ vũ khí hạt nhân là điều có thể làm được